Xin kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những vấn đề nóng nhất về mọi mặt đời sống. Triều Tiên tiếp tục thả hơn 300 bóng bay chứa rác sang Hàn Quốc vào đêm ngày 9 tháng 6. Triều Tiên thả 310 quả bóng bay chứa rác thải qua biên giới trong đêm sau khi em gái ông Kim Jong Un dọa đáp trả loa tuyên truyền của Hàn Quốc. Loa bóng bay mang theo giấy vụn và rác nhựa bay sang vào đêm ngày 9 tháng 6 không chứa vật liệu độc hại. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc JSC cho biết, đồng thời nói thêm sáng ngày 10 tháng 6 chưa phát hiện thêm quả bóng nào mới. Động thái của Triều Tiên diễn ra sau khi quân đội Hàn Quốc chiều ngày 9 tháng 6 phát loa tuyên truyền ở biên giới và tuyên bố đây là biện pháp đáp trả tương xứng với hơn 300 quả bóng bay chứa rác mà Triều Tiên thả vào lãnh thổ Hàn Quốc vào ngày 8 tháng 6. Sau khi Hàn Quốc kích hoạt dàn loa phóng thanh công suất lớn để phát thông điệp tuyên truyền, bà Kim Yo Jong em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, thành viên Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cảnh báo đây là hành động khơi màu tình huống rất nguy hiểm và Bình Nhưỡng sẽ đáp trả. Hàn Quốc sẽ phải chịu tủi nhục khi nhặt giấy vụn không ngừng nghỉ và đó sẽ là công việc hàng ngày của họ, bà nói. Tôi nghiêm khắc cảnh báo Seoul rằng hãy tự kiềm chế, dừng ngay hành động nguy hiểm làm tăng thêm đối đầu. Quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc gần đây gia tăng căng thẳng khi Bình Nhưỡng từ cuối tháng 5 thả gần 5.000 quả bóng bay, chứa 22,5 tấn rác thải qua biên giới. Triều Tiên gọi đây là món quà chân thành trong quà kép để đáp trả lại các nhà hoạt động Hàn Quốc thả những quả bóng bay chứa thông tin tuyên truyền chống lại lãnh đạo Kim Jong-un sang lãnh thổ Triều Tiên. Mối quan hệ liên triều đang ở mức thấp nhất nhiều năm. Quân đội Hàn Quốc ngày 4 tháng 6 tuyên bố khôi phục toàn bộ hoạt động dọc biên giới với Triều Tiên sau khi đình chỉ thỏa thuận quân sự liên triều để đáp trả hoạt động thả bóng bay của Bình Nhưỡng. Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GSC ngày 8 tháng 6 thông báo, đồng thời khuyến cáo người dân thông báo cho chính quyền tránh tiếp xúc với bóng nếu phát hiện. Triều Tiên lại thả bóng bay nghi chứa rác về phía Hàn Quốc. Thông báo đưa ra vài giờ sau khi quân đội Hàn Quốc cho biết họ tăng cường cảnh giác trước khả năng Triều Tiên nối lại hoạt động thả bóng bay chứa rác. Chính quyền Seoul và tỉnh Gyeonggi cùng ngày 8 tháng 6 cũng đã gửi tin nhắn văn bản cảnh báo người dân. Bình Nhưỡng hôm 2 tháng 6 tuyên bố ngừng thả bóng bay, nhưng vài ngày sau, một số nhóm tự nhận là người Triều Tiên đào tàu ở Hàn Quốc tiếp tục thả bóng bay mang theo truyền đơn và USB chứa nhạc K-pop sang bên kia biên giới. Người đào tàu ở Hàn Quốc thả bóng bay chuyển tiền sang Triều Tiên, Cụ thể, các nhà hoạt động trong nhóm phản đối Triều Tiên ngày 6 tháng 6 thông báo đã thả 10 quả bóng bay chứa 200.000 chuyến đơn, 5.000 USB chứa nhạc K-pop cùng hàng nghìn tờ một đô la Mỹ từ Hàn Quốc sang bên kia biên giới. Nhóm này cho biết họ là những người Triều Tiên đã đào tẩu thành công tới Hàn Quốc và giờ đây đang gửi sự thật và tình yêu tới đồng bào để trong hòa kép, sau khi Bình Nhưỡng thả nhiều bóng bay chứa rác thải sang Hàn Quốc. Họ trước đó cũng tuyên bố đã gửi bóng bay mang theo khoảng 2.000 USB chứa các bài nhạc bộ phim Hàn Quốc tới Triều Tiên vào ngày 10 tháng 5. Quốc hội Hàn Quốc vào năm 2020 thông qua luật hình sự hóa hành vi gửi truyền đơn tới Triều Tiên, nhưng các nhà hoạt động vẫn không dừng lại. Năm ngoái, Tòa Hiến pháp Hàn Quốc hủy bỏ luật này, cho rằng đây là sự hạn chế quá mức quyền tự do ngôn luận của người dân. Bình Nhưỡng từ lâu đã giận dữ với những quả bóng bay do các nhà hoạt động Hàn Quốc thả sang. Những quả bóng bay này mang theo tiền mặt, gạo và USB chứa nhạc phim ảnh Hàn Quốc. Em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cảnh báo nước này sẽ có phản ứng mới chống lại Hàn Quốc nếu miền Nam tiếp tục phát loa phóng thanh và giải truyền đơn. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đăng tải tuyên bố của bà Kim Yo Jong hôm 9 tháng 6. Nếu Hàn Quốc đồng thời giải truyền đơn và phát loa khiêu khích qua biên giới, chắc chắn họ sẽ chứng kiến phản ứng đáp trả mới của Triều Tiên. Tuy nhiên, bà không cho biết những phản ứng mới là gì. Bà Kim nói, các chính trị gia ở Seoul đang tiếp tục tạo ra một môi trường khủng hoảng mới. Họ một lần nữa đang chính thức hóa các hành vi khiêu khích bằng cách nối lại hành động khiêu khích bằng loa phóng thanh như một biện pháp đối phó với các sáng kiến đầy thách thức của chúng tôi. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã nối lại các chương trình loa phóng thanh hướng vào Triều Tiên ngày 9 tháng 6 sau khi đưa ra cảnh báo yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng thả bóng bay mang rác vào miền Nam. Bà Kim nhấn mạnh, phản ứng thả bong bóng bay lẽ ra kết thúc vào ngày 9 tháng 6, nhưng tình hình đã thay đổi. Hành động khiêu khích bằng loa phóng thanh của Hàn Quốc đã bắt đầu ở khu vực biên giới. Đây là khúc mở đầu cho một tình huống rất nguy hiểm. Theo hãng tin Yonhap, bà Kim cũng khẳng định Triều Tiên đã gửi khoảng 7,5 tấn giấy vệ sinh trong 1.400 quả bóng bay qua biên giới vào cuối tuần qua, cho rằng chúng chỉ là rác không chứa gì liên quan đến tuyên truyền chính trị. Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố tương nghiêm khắc cảnh báo Seoul hãy ngừng ngay những hành động nguy hiểm có thể dẫn đến những cuộc đối đầu sâu hơn và hãy tự kiểm điểm lại mình. Quân đội Hàn Quốc cho hay quyết định nối lại hoạt động loa phóng thanh như một hình thức chiến tranh tâm lý được đưa ra sau khi Triều Tiên bắt đầu gửi khoảng 330 quả bóng bay mang rác thải vào ngày 8 tháng 6, trong đó khoảng 80 quả bóng bay, số đó thả qua biên giới. Các chương trình phát thanh của Hàn Quốc bao gồm tin tức thế giới và thông tin về xã hội với sự kết hợp của âm nhạc K-pop, âm thanh được cho là truyền vào Triều Tiên hơn 20 km. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Nếu quý vị thấy hay, xin hãy bấm like và share tới bạn bè người thân của mình để chia sẻ những thông tin hữu ích và đặc biệt nhấn sắp để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.